dẫn cho các bạn. Đó là cái hai cái lá bài là cái gì, từ dưới nó di chuyển lên biểu diễn như thế nào, hướng dẫn như thế nào. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tức làm cái trò đó. Làm được cái trò đó thì các bạn cần phải có một bộ bài. Đây các bạn, mình có là hai lá bài. Các bạn thấy là qua lật lại cho các bạn xem đây, hai lá bài. Rồi bây giờ mình dùng cái lá bài joker này. Các bạn thấy không? Mình bỏ phía dưới hai lá bài. Thấy không? Phía dưới hai lá bài không? Ok. Bây giờ mình lắc nó như thế này. Áo diệu. Mình hướng dẫn các bạn cái trò cục này đơn giản, dễ làm, thực hiện nhanh. Thì những cái trò này học thì nó sẽ làm ngay được liền, không có quá khó cho các bạn mới chơi. Chúng ta phải chuẩn bị là ba lá bài các bạn. Bây giờ mình sẽ sử dụng lá thứ nhất. Đây mình cắt giống như cái hình này. Rồi ha, sử dụng cái lá thứ nhất cắt giống như cái hình này. Mình tính. Đây mình vẽ trước rồi đó, mình cắt sau nha. Vẽ không có rõ. Đấy, một cái hình như thế này. Rồi, sau đó mình sử dụng hai cái lá bài này dán vào đây. Xong thì là bạn đã chế được rồi. Đấy các bạn thấy chưa? Chế được rồi. Đây, cách diễn thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Mình sẽ lật đẩy qua để lại như thế này cho khán giả xem. Đây, như thế này. Sau đó các bạn để một cái lá này phía dưới. Nhưng mà thật sự là nó đang nằm ở chính giữa rồi. Đây, thấy chưa? Nó nằm ở chính giữa rồi. Thì các bạn cứ lắc như thế này, bây giờ vào lắc như thế này, các bạn đẩy cái lá bài lên cao một tí, đẩy lên thì nó xuyên qua. Lúc này á, và nó xuyên lên đây. Lúc này các bạn đẩy cái lá bài này cao lên một tí nữa cho nó qua cái chỗ mà mình đã cắt trước một tí này. Có thể là cái này mình đã cắt cao quá, các bạn có thể cắt ngắn hơn một tí. Đó. Cao quá rồi qua được. Xong. Chỉ với ba lá bài và một cái kéo và một cái keo thôi là các bạn có thể làm được cái trò ở cục này nhanh chóng. Hãy comment phía dưới, mình sẽ đọc cái comment của các bạn và sẽ cảm thấy mình là biết cái trò đó thì mình hướng dẫn cho các bạn. Nhưng mà mình nhắc lại là mình sẽ không có hướng dẫn những cái trò mà của những cái shop khác bán như vậy. Thì cái đó là mình phá những cơm của mọi người, mình sẽ không làm gì đó. Mình chỉ làm những cái trò nào mà cảm thấy ok, hợp lý thì mình sẽ làm. Cảm ơn các bạn đã xem clip mình, nhớ lần cuối like và subscribe kênh YouTube của mình để thường xuyên theo dõi những clip mới. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.